kéo lên từng con một đấy, chọn nào. Hôm nay trang trại sông Hồng Coi Farm cùng với trang trại của anh Đông Thủy Húng nữa cùng nhau lên cá để kiểm tra chất lượng. Ví dụ như con tan trô này, đấy tiêu chí nó phải sạch sẽ như này, da trắng, đấy cờ Nhật, đấy báo cáo với anh em như thế. Đấy hoặc là con, đấy hoặc là san kê, đấy. Đấy, rất đẹp, body cũng rất chuẩn. Hôm nay anh em lên để kiểm tra chất lượng và lại nuôi tiếp. Đấy, san kê đây. Đây là san kê. Rồi. Có con san kê tan trô. Đây nó cũng là tan trô đây. Đấy, tan trô mùi xoan, rất đẹp luôn. Rồi. Đúng rồi, cái môi đây siro đây anh, rồi trắng đen, da rất trắng, body rất đẹp. Một cái con cá rất đẹp trong cái trại này thì theo anh khoảng bao tiền? Chỗ này thôi. Nếu như tính giá trị kinh tế có thể là con rất bé như con này thôi, thì nó cũng có thể làm mấy triệu đồng một con này. To đấy. Con này không có tiền. To là cũng đi làm nấu dưa gì à? Đấy. Con này to nhưng mà nấu dưa. Rồi. Đấy là bác cổ trước vào chân em nhá. Con này om dưa được ấy, chiều anh em om dưa con đấy. Ông bê con om dưa lên xem nào. Con này om dưa. Thế con này làm gì giờ? Nhặt cái này bỏ đi này. To nhỉ? Nó tùy theo. Đấy, đứng xe ô cho hai anh thôi. Đỏ nhưng mà lại tùy theo. Thôi, con đấy thôi con. Lý do mà con đấy bị loại đi là vì sao anh? Con đấy là màu nó chưa đạt. Quên à, chú quên à? Chào fan hâm mộ nhá. Cho tí nước vào đây cho nó đỡ ngạt. Sơn ông này làm với anh được bao lâu rồi? Chọn cái kéo đấy. Thằng cu cháu này nó làm được 2 năm rồi. Ơi, nhặt con cá đẹp chưa? Đây rồi, nhìn mà làm, nhặt lại đi. Làm cẩn thận không?
Con cô Haku vừa xong ấy. Làm cẩn thận nó xem nào. Đứng lui ra đây này, đừng đứng ở đầu đấy. Không thì chỉ có nhặt bên đấy, chỉ có nhặt cá sấu đi thôi để cá đẹp qua nhặt cho. Đây con này đây là tam châu. Cái dấu đỏ nó đỏ như cờ Nhật luôn. Và con này vẫn là đấy. Đây cờ Nhật đây. Tam châu đây. Đấy nó phải chọn xe nhé. Đúng qua con rồi. Đây ông em Nam Định này. Đây con trắng này lấy được. Và đến kiến trúc sư quy hoạch. Đấy trắng đấy khác, cái trắng trong khác. Đây, trắng này. Hai ông này chủ đây đấy. Trắng trong khác này. Đây là như này gọi là trắng trong này. Đấy như thế nào. Đây dòng này cha quay. Con này cha quay. Đây đây. Cha quay nó là dòng thân thiện nhất. Nó dẫn đàn. Bao giờ cả đàn bao giờ nó cũng vào đầu tiên. Đấy nó dẫn đàn đi mà vào ví dụ mình cho tay nó bút tay thì nó cũng làm con bút tay đầu tiên. Đấy. Đúng rồi. Con này nó thân thiện nhất mà. Đấy. Con này cha quay đuôi bướm. Dẫn đàn. Rồi. Là một đàn thì nuôi mấy con như thế anh? À, có thể mình nuôi để theo ý thích của mình nhưng mà thường khi một đàn ví dụ như 50 con thì người ta chỉ thả khoảng 4-5 con thôi, hoặc 3 con thôi. Mà có người người ta thả 1-2 con được. Nhưng đại loại là phải có nó để nó dẫn đàn. Con này khả năng nó không phải nó nở đâu mà nó khả năng nó không lớn được. Trong những con này theo anh ở góc độ duyên thì con nào là dòng duy nhất? Đó rồi đây. Đây có mấy con này. Đây. Dòng cờ Nhật là đắt nhất. Cờ Nhật con này. Nhưng con này chưa tròn lắm. Con này chưa tròn lắm. Con này cái da thì trắng này. Body đẹp nhưng mà mỗi cái là cái mảng màu của nó chưa tròn. Nó phải tròn xe. Như con lúc nãy ấy đưa cho anh ấy. Đấy xem đấy. Em nhìn xem kiểu con đấy. Không phải. Nhiều hơn nó nhiều hơn. Trung Quốc ấy thì những con như thế là người ta đưa lên phẫu thuật để làm cho nó tròn ra. Thế nhưng mà mình thì không làm thế được. Mình là tự nhiên thôi. Vâng, Trung Quốc là phẫu thuật mà. Cá này bán đi Trung Quốc. Vâng, Trung Quốc để ví dụ đại loại những con như thế này ấy là người ta sẽ phẫu thuật làm nó tròn đi. Đấy. Vâng. Đấy. Đúng rồi, vâng. Nhưng mà cá phẫu thuật này, dạ, con này chưa tròn, con này hơi bị lệch, con này tròn hơi bị lệch, con này bị lệch, xong là có cái vết đuôi này á, trắng hết đấy, trắng hết thì ra hơi rồi. Trắng hết mà không có chấm đỏ là đi sang bên kia, trắng hết không có tí gì là sang kia, vâng. Còn dòng này là gọi là ma quay này. Đấy. Vâng. Dòng này thì chơi phong thủy là phải có. Vâng. Có cái con cá màu đen nó tượng trưng cho đất mà. Nên chơi phong thủy là phải có đen, đỏ và đen. Để cũng các màu khác nữa. Cái con cá này nó sống được khoảng bao năm bác? Tuổi thọ nó còn hơn cả tuổi thọ người luôn. Cá quay là nếu bên Nhật nó là thể hiện là sự trường tồn và mạnh mẽ mà. Đấy. Giàu sang nữa. Vâng. Đây anh ơi, đây một con như này là có thể là nó tiêu chí là hơi được này. Đấy và cái đầu nó gọn như này. Con này đúng đấy hình như mình chưa được quay này. Hình như quay rồi thì. Có mùi đỏ đấy. Đấy, mùi son đấy. Mùi son đấy. Đấy, cái này có kịp thở không? Đỏ mật máu này lấy. Ui con này đẹp nhỉ, 7 vàng này. 49. Đây là lứa thu hoạch đầu tiên. À không phải lứa này là lứa chọn đầu tiên. Bỏ hết đi. Mấy vòng qua mấy vòng sơ tuyển như này nữa. Không, đây là nuôi bên nồi này nhá. Chuyển lên đây. Qua bên này nuôi. Chuyển vào vài vòng nữa. Thôi nhặt hết hết phần trước. Để còn đếm khá nhé. Nhặt hết vào các loại đi. Đấy lên tầm phán thì mới có nhiều. 5, 6, 7, 8.
9 người. Không tầm bán là khó rồi. 14. Đây là một phòng nữa. Sáu quá chứ, 29 hai ba ba sáu tập bơi à, tập bơi à, đi tàu lượn à, 4 người hồ tây, 7. 4 người 3 4 4 4 rồi 4 5 8 vâng, 3, 2, đây, 6, rồi nấu bơi đâu mà, 8, nấu cứ loanh quanh đây thôi mà, 9, 10, 6, 7, thôi bây giờ đứng nhìn hai xô là hai chậu này là hai khác nhau luôn, 10, 11, 14, 15, bên này là có màu này, bên này là không lên được màu, 6, 17, 25, 26, 29, 30, mất màu đỏ luôn, 50. Tức là lúc mà thả ở đây là to rồi. Lúc thả ở đây là cân 200 con đồng luôn. Lá xanh nhịn không? Lá xanh 29, 30. Cái dòng chép nói chung là sinh sản tự nhiên nó rất thuận lợi. 34, số lượng có lớn. Tức là nó rất dễ đẻ và dễ đậu. 29, nếu còn là sinh sản tự nhiên. 3 luôn. 89, 3 cân thì sẽ được 3 cân. 12, 14, 8 cân bỏ tay không? 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, ghi đi, cố gắng làm căng hết ngày mai nữa. Đây là 21, 22, 23, 24, 25. Em Bắc Sơn đây được bình đồng mắt chậu rất đẹp. Ghi em ơi, sắc. 25. Này bao nhiêu lâu nữa mới bán? Hơn năm. Ấy chưa? Cho này cho nó to hẳn, càng to nó lại càng được giá. Ừ, to ra to lên. Cái hồ lớn này, cá coi này phải hồ lớn mới to được. Cái cá thả này có cho ăn không? 43. Có cho ăn như lịch trình nuôi ở đây không? Hay là... À, trên đấy á? Ừ. Không, bác ấy cho ăn luôn cơm. Thôi. 50. Nhà anh trên đấy có cái ao khoảng 50 mét. Đẹp. Tất cả các cây koi farm ở các khu vực bây giờ đều lấy cá ở khu vực Nam Định. Con này nó không tì vết, con này nó không tì vết thế nào? Tròn xe nhờ. Vâng, nhưng mà người nó không tì vết thế nào cả. Vâng. Vâng. Hôm đấy cứ lên 3-4 tấn là ra vấn đề đấy. Nó đẹp đấy. Đúng. Lúc mà cá giống ấy thì là bán và mua như nào? Cá giống là lúc nó bé thì mua theo cân à hay theo con? Sai. Vâng. Thiên. Thì là mua theo con phân, à? 5 phân hay 3 phân á? Cũng đếm. Vâng, đếm. Cũng đếm con à? Vâng. Thế cái tầm giá như thế là bao nhiêu tiền con? Nó tùy theo, nếu mà hàng chất lượng nó tầm khoảng độ 10.000 con. 10.000 một con? Vâng. Như này đến bây giờ nhá, từ cái lúc đấy đến bây giờ được bao nhiêu phần trăm? Cái này chắc là loại ra tầm khoảng 15-20%. Mất thất thoát nữa? Thất thoát thì gần như không thất thoát. Không hao đâu, không đáng kể, hao chỉ tầm 2-3% thôi đổ lại. Nhưng mà là cái tỷ lệ phải loại nó bay màu thôi. Lúc bé thì nó có màu nhưng đến bằng này nó tự dưng nó sẽ bay đi, không có tỷ lệ của nó.
Lúc bé đã nhìn thấy cờ kia chưa anh? Có con nhìn rồi đấy chứ. Nhưng mà khi nó trưởng thành lên bằng này ấy, nhiều con nó có màu ấy. Đấy, thế nhưng mà lớn lên là như những con như thế này tự dưng nó bay hết là không còn tí màu này. Đấy. Lúc bé này nó có màu đấy. Hoặc như những con như thế này nó bay gần hết này. Đấy, con này lại không lấy được. Con cá này là được hơn 1 năm tuổi là nó như thế này. Đấy. Đấy, con này hơn 5 tuổi rồi đấy. Đó, dần dần nó sẽ đỏ. Đây chúng ta có thể xem được, đây là cái khâu vận chuyển phân loại cá koi. Ở đây là chúng ta đang được tham quan một cái koi farm. Anh Sơn là một cái người nuôi cá rất là nổi tiếng, anh ấy được thuê được là chuyên gia tư vấn cho cái hồ cá này. Thì cái bước này là chuyển cá từ cái hồ bên này qua cái hồ bên này lớn hơn. Ở những cái con cá koi này thì sau khi đã được nuôi ở giai đoạn 1 ấy thì trước khi chuyển hồ thì được phân loại, chọn ra những cái con cá đủ tiêu chuẩn để tiếp tục nuôi, và những con cá khác này thì thải loại ra hồ khác, ra đơn vị khác nuôi. Thì đây là những cái con cá này sẽ được kiểm đếm để theo dõi xem là sự trưởng thành cũng như là cái sự hao hụt trong quá trình nuôi. Công tác này là sẽ đánh giá con cá đủ tiêu chuẩn về màu sắc, kích thước, hình dáng cơ thể, hoa văn. Cá koi này thì nó có cái khả năng lớn theo kích thước hồ, nên là cái hồ này thì khi nuôi thì bé hơn. Bây giờ thì sẽ được chuyển sang cái hồ bên này lớn hơn rất là nhiều. Anh đánh giá nào về cái mô hình nuôi nông nghiệp nhưng mà lại kết hợp như này? Nếu như bây giờ thì cái diện tích để mà nuôi vừa con cá koi này nó cũng chưa được nhiều. Thế nhưng mà nếu con cá koi thì nó có đem lại cái lợi ích giá trị kinh tế thì rất cao. Thế nhưng mà đòi hỏi là không phải ai cũng làm được đâu. Đấy. Tại vì là nuôi con cá này nó kỳ công lắm. Mà nó trải qua nhiều công đoạn đấy, như con cá đến lọc như thế này. Là hiện tại là chúng tôi phải lựa, có nghĩa là gần như 3-4 vòng rồi. Cái vòng này là vòng cuối cùng. Đấy. Đấy, để nuôi được con cá được 2-3 cân đấy, hoặc là 4-5 cân. Thế thì nếu mà những cái diện tích mà với cái môi trường nó đẹp như ở trang trại đây thì con cá này nuôi rất tốt, con cá quay phát triển tốt, màu sắc cũng rất đẹp. Bởi vì gian trong hồng bây giờ là rất là cái môi trường sạch sẽ, con này nó phải sạch. Chứ còn nếu như mà môi trường không tốt thì nó cá không ra gì, nó không phát triển được, không lớn được. Cái diện tích mặt hồ khoảng bao nhiêu thì nuôi được anh? Mà nuôi tốt đấy. Nó không tùy theo nó rộng hay là hẹp. Đấy, nhưng mà cứ có 5-7 sào đổ lên là đến cả mẫu là nuôi tốt rồi. Chứ con chưa cần nói như ở đây thì vài mẫu này thì quá ưu việt con cá koi rồi. Anh đánh giá nào về cái tiềm năng kinh tế của anh ngành nuôi này? Tiềm năng kinh tế thì như làm mà nó đúng toàn bộ các khâu mà làm cần chỉ mà khắt khe để mà ra sau này con cá thì chắc hẳn là cái giá trị nó đem lại thì nó gấp nhiều lần so với cá thịt. Bà con nông dân mà muốn chuyển đổi cái mô hình ấy thì anh tìm anh như nào? Bà con là gõ vào sông Hồng Quay Farm đấy, thì trên đấy cũng rất nhiều trang của tôi, trên đó có cả số điện thoại xem qua tham khảo, hoặc là có cả số điện thoại để gọi trực tiếp với tôi. Nuôi con này thì nó có khó khăn hay là phải chú ý gì về dịch bệnh không anh? Nói chung là con cá gì thì nó cũng có dịch bệnh. Đấy. Cái mình phòng từ xa, mình cho phòng trước là tốt nhất. Ví dụ như giao mùa hè chuyển sang mùa thu, đấy, mùa thu sang mùa đông như bây giờ ấy, thì nó có mấy cái bệnh phổ biến thường gặp về cái đường hô hấp này, rồi là cái con ký sinh trùng. Những tôi nuôi thì có kinh nghiệm thì đã phòng từ xa rồi, thì cá nó không bao giờ có gì cả. Hoặc là cho nó ra mùa giữa mùa xuân đấy, mùa xuân sang mùa hè. Đấy, thì nó cũng hay bị một số những cái bệnh thường gặp ấy thì gần như là phòng thì nó ok. Thông thường thì người ta nhìn thấy cá koi là nuôi trong cái môi trường là nhân tạo trong nhà. Thế với cái con cá koi mà nó nuôi trồng ở bên ngoài, cái yếu tố thời tiết như này, ví dụ như lạnh và nóng thì nó sẽ như nào ấy? Không, con cá koi là nó rất mạnh mẽ, rất khỏe. Con cá koi là nó thể hiện sự trường tồn và mạnh mẽ. Nên là về cái thời tiết nói chung là nó
ưa về gần gũi với thiên nhiên hơn. Đấy. Chứ còn ở trong nhà thì chẳng qua là mình có những cái hồ kiểu cầu thang sân vườn ấy thì mình phải chơi trong nhà thôi. Chứ còn đúng ra của nó là nó thân thiện, rất thân thiện với cái môi trường tự nhiên. Đấy. Mà kể cả như ở bên Nhật ấy, nó còn xuống tới âm 30 độ nó vẫn sống bình thường. Cảm ơn anh. Bạn đã xem hết video cùng với Phạm Thành Long. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.